Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Lại còn có tầng thứ 6. Lẽ nào trên lịch sử của thần giới, người thứ hai dẫn đến 6 tầng lôi kiếp? Sắp xuất hiện rồi sao? Thật sự là lôi kiếp tầng 6. Lần thứ hai ở trên lịch sử của thần giới, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, ta thật sự là cũng không dám tin. Có lẽ vẫn là chưa kết thúc đâu. Lẽ nào còn có lôi kiếp tầng thứ 7 nữa hay sao? Nhưng mà lôi kiếp tầng thứ 6 không phải là giới hạn của loài người ư? Đây sao có thể chứ? Lại có lôi kiếp tầng thứ 7. Lẽ nào? Lôi kiếp tầng 8. Lôi kiếp tầng 8. Đây, không lẽ nào nà? Đây là lôi kiếp tầng thứ 9, thần đế, nhanh dựng kết giới, cửu kiếp chính là thiên đạo lực. Cửu kiếp, tiên tri của tiên tổ lẽ nào, nghe rằng sẽ gây họa đến cho người khác. Thủ hộ giả nghe lệnh toàn lực phong tỏa thần đài, mọi người hãy cùng nhau ra tay đi. Dư uy của thiên đạo đã đáng sợ như vậy, trung tâm của tầng thứ 9 lôi kiếp kia thì sao? Không phải chứ? Vân Triệt ca ca, hắn này vẫn còn sống. Tên này Lạc Trường Sinh, đánh lần nữa. Sao thế? Không lẽ là ngươi sợ rồi đấy chứ? À, Trường Sinh, hơi thở lô điện trên người của Vân Triệt cực kỳ quỷ dị, trước tiên đừng manh động. Trận chiến của Vân Triệt và Lạc Trường Sinh vì lôi kiếp mà cắt ngang giữa chừng. Lạc Trường Sinh mặc dù đã rời khỏi khu vực phong thần đài, nhưng vì trường hợp bất khả kháng, vì vậy mà cũng không xem như là thất bại. Cũng chính là nói trận chiến phong thần vẫn chưa kết thúc. Hư uế. Lạc Trường Sinh, trận chiến giữa ngươi và Vân Triệt vẫn chưa kết thúc, xin nhanh chóng đi vào chiến trường. Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn từ chối, vậy thì sẽ xem như là từ bỏ chiến đấu mà thua cuộc. Vân Triệt, 9 tầng lôi kiếp, lợi hại. Đến nay bây giờ không hề tầm thường, không thể nào kéo ngươi xuống vũng bùn. Nhất định là phải một kích chí mạng. Đến đây đi. Cái gì? Điện giật ở trời. Lần đầu Vân Triệt đi vào thần cảnh, vậy mà đã tay không đỡ được Mẫn Long Yêu Đao của Lạc Trường Sinh. Còn chỉ dùng một ngón đã đánh bay được Lạc Trường Sinh của vương, của thần vương cảnh rồi. Đây sao có thể chứ? Lẽ nào lôi kiếp màu trắng ở trên người của hắn vẫn chưa biến mất, còn đang tắc quái tắc quái? Lại lần nữa. Người. Không được. Lôi mang biến thái trên người cổ hắn không đụng vào được. Giết cho ta. Người, người. Trường Sinh. Người tìm chết. Dừng tay. Nguy rồi, không kịp nữa rồi.